Thông tin về tình hình tội phạm ma túy sẽ mở đầu bản tin. Thưa quý vị, một đối tượng người Hàn Quốc vừa bị công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang cùng bạn gái đang sử dụng ma túy trong một căn hộ cao cấp. Cả hai đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra các chung cư trên địa bàn thành phố Thủ Đức, lực lượng chức năng phát hiện tại căn hộ thuộc chung cư Mastery, phường Thảo Điền, đôi nam nữ có biểu hiện sử dụng chất ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ ba gói ni lông chứa ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy. Sau một thời gian kiên trì theo dõi nắm tình hình, Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Lưu Văn Dũng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Để tránh cơ quan công an, đối tượng đã lập láng, lẫn trốn trong rừng sâu để mua bán, vận chuyển ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp, 40 gram heroin, một con dao, hai điện thoại di động và một số tăng vật liên quan. Hiện, công an huyện Quỳ Châu đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng. Kiểm tra quán cà phê chợt đến thuộc thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, lực lượng bắt quả tang Nguyễn Công Minh và Lê Nguyễn Duy đang sử dụng ma túy Công an huyện Lộc Ninh đã lập biên bản tạm giữ người, tăng vật và tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, trưa nay, một vụ cháy đã xảy ra tại tầng thượng của khách sạn cao tầng trên phố Hoàng Ngọc Phát, Hà Nội. Chỉ ít phút sau, đám cháy được lực lượng phòng cháy dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại tài sản đang được thống kê. Khoảng 12 giờ trưa nay 11 tháng 6, đám cháy xuất phát từ tầng cao nhất của khách sạn Capital Garden, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là khách sạn mới đi vào hoạt động. Nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hà Nội đã điều động 3 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt để chữa cháy. Chỉ trong ít phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp xử lý làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Liên quan tới vụ một người mất tích do lũ cuốn trôi ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vào hôm qua 10 tháng 6, sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Sáng 10 tháng 6, trong lúc trời mưa to, chị Lò Cá Nu cùng em gái và cháu trai ở xã Ba Vệ Sủ, huyện Mường Tè, dắt xe máy qua đập tràn suối nằm xí lùng. Khi qua đập tràn, do nước to chảy xiết nên cả ba người bị trượt chân và bị nước lũ cuốn trôi. Em gái và cháu trai bám được vào dây rừng ven suối và treo được lên bờ. Còn chị nu cùng xe máy mất tích. Sáng nay, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách nơi bị nước cuốn trội 700m. Hiện nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình chôn cất theo phong tục địa phương. Liên quan đến vụ cô gái dùng ô tô tông vào xe đối thủ trong lúc xô xác tại quán nhậu xảy ra ngày 6 tháng 6 tại thành phố Bu Ma Thuột. Công an địa phương này đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án, cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra. Tối 6 tháng 6, Trần Thị Vân cùng nhóm bạn đến quán nhậu tại ngã tư Ngô Quyền, Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Buôn Ma Thuột để ăn uống thì xảy ra mâu thuẫn và xô xát với một người phụ nữ ngồi nhậu bàn bên cạnh. Trong lúc đánh nhau, Vân chạy ra xe ô tô và điều khiển xe nhiều lần tông vào đuôi xe của đối thủ. Sau đó, Vân điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Đến ngày 9 tháng 6, Vân đã đến cơ quan công an trình diện. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Vân, trú thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Chương Mỹ khẩn trương làm rõ vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh hội đồng được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận những ngày qua. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ và nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý sự việc, đồng thời tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cho học sinh trong dịp hè. Qua xác minh, lực lượng chức năng cho biết có bảy đối tượng liên quan đến vụ việc. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân bị sốc tâm lý đang điều trị tại bệnh viện. Thưa quý vị, thời gian qua, Bộ Tài chính liên tục nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản, con dấu chữ ký của lãnh đạo và website của Bộ. Các trường hợp thường gặp nhất là giả mạo giấy xác nhận ủy quyền, bản cam kết thực hiện ủy quyền và tất toán tiền để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua trang website giả mạo của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa cán bộ công chức và Bộ để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân. Bộ Tài chính đề nghị người dân doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch chuyển tiền đối với những người không quen biết trên không gian mạng. Người dân và các tổ chức khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ các hành vi giả mạo này.